Hôm nay mình chia sẻ một món ăn rất là ngon mà dân dã mà cực kỳ dễ làm mà rất là rẻ tiền, đó là tim cật gà ngan. Chúng ta xào với giá hẹ nhé. Món ăn này cực kỳ ngon mà đơn giản mà cung cấp nhiều giá trị dinh dưỡng. Các bạn phi thơm hành tỏi lên, sau đó mình sẽ cho cái phần tim cật mình đã hay là mề mình đã thái sẵn rồi vào, chúng ta xào lên cùng với cái phần hành tỏi phi này để cho nó thơm ấy và nó cản được cái mùi tanh của tim cật đi ấy. Và khi mà trước khi mà thái thì mình cũng đã phải rửa thật là sạch với muối và ít gừng ấy, và rửa đi rửa lại nhiều lần và thái miếng vừa vặn rồi. Sau đó mình sẽ xào như này, và các bạn chỉ cần nêm nếm gia vị cho vừa ăn. Những món xào thì thường thường cho dầu hào, hạt lêm, muối mắm, bột ngọt tùy theo sở thích của mỗi nhà, các bạn có thể cho những cái loại gia vị đấy. Xào để cho nó săn lên rồi cho gia vị vào rồi cho giá hẹ vào mình xào thôi. Ăn kết hợp như này ấy, thì nó vừa giàu dinh dưỡng mà nó lại không bị ngán. Nếu xào tim cật không này thì nó sẽ rất là nhạt ngán. Khi mà chúng ta xào cùng các loại rau vào vừa thơm vừa giòn vừa ngon ấy, nó lại vừa tốt cho sức khỏe. Thế nên khi mà biết kết hợp các loại rau củ quả với những cái đồ mặn như thế này thì mình sẽ có một bữa cơm gia đình vừa đủ chất lại vừa ngon nhé. Xào cho thêm ít muối, ít hạt lêm, ít dầu hào vào, xào săn cái phần tim cật rồi thì bây giờ mình sẽ thả cái phần giá với cả hẹ vào, với hai cái này nó đều nhanh chín, thế nên mình thả vào mình xào qua lên khoảng một vài 2-3 phút là nó sẽ chín. Còn cái phần tim cật thì mình đã làm xào sẵn rồi, mình đã xào trước rồi, thế nên nó đã gần như là chín rồi. Bây giờ mình đảo nóng các hỗn hợp này với nhau để cho nó chín là được, thì mình sẽ có được một món ăn vừa ngon vừa hấp dẫn lại vừa đơn giản đấy. Các bạn có thể làm những cái món ăn này cho gia đình chúng ta thưởng thức mà không mất quá nhiều công sức ấy, mà lại còn ngon ấy. Đây là thành phẩm khi mà mình đã làm xong rồi đấy ạ. Hương thơm nghi ngút, không hề còn mùi tanh mùi hôi của cái phần tim cật nữa. Và giờ mình cho thêm chút bột ngọt rồi tắt bếp là xong thôi ạ.